Dạ hello, nhà xịn mến chào cô chú và anh chị. Rất vui khi gặp lại cô chú anh chị mình trên kênh nhà xịn nha. Thì hôm nay tiếp tục em Hương sẽ review để gửi đến cho cô chú anh chị mình một dãy nhà nằm trong một khu dân cư ở rất là đông đúc luôn á cô chú anh chị. Thì trong đây thì dãy 2, hôm nay hình như là cỡ khoảng 17-18 căn. Thì bên em Hương đã bán hết trơn rồi, chỉ còn có một căn cuối cùng thôi. Và đặc biệt ngôi nhà của mình là sổ hồng riêng, giá thì chỉ trên có 1 tỷ một chút xíu thôi. Cô chú anh chị mình dán cố gắng theo dõi, giữa video em Hương sẽ báo giá chính xác cho cô chú anh chị mình nha. Và vị trí á, nhà mình thì nằm trên là trục đường quốc lộ 50 luôn, ngay ngã ba Tân Kim. Cô chú anh chị mình di chuyển vào bên trong nhà mình á là chỉ có 500m thôi, rất là gần nữa. Và đường trước nhà đây nè, em Hương mời bạn Uy Phiên quay xích cái đây cho cô chú anh chị mình xem nha. Thì đường trước của mình á là đường xe hơi xe tải chạy vô. Còn một khúc cái đường này á thì mình có thể là di chuyển một chiếc xe ba gác thôi nha cô chú anh chị. Đó, bây giờ em Hương mời cô chú anh chị mình di chuyển vào trong nhà mình. Thì nhà của mình là sổ hồng riêng, cô chú anh chị mình tìm ngôi nhà giá rẻ sổ hồng riêng. Đó, hỗ trợ cho cô chú anh chị mình vay ngân hàng luôn. Và nhà của mình có diện tích là ngang 3m8 và dài là 9 nha cô chú anh chị. Đó, và nhà của mình thiết kế là một trệt một lầu. Hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, một phòng khách và một phòng bếp. Thì đây là một cái mẫu nhà mà em Hương sẽ review đến cô chú anh chị mình đây. Em Hương mời bạn quay phim, quay từ trên xuống dưới cho cô chú anh chị mình xem nha. Nhà này thì chỉ có cái giá là 1 tỷ 30 triệu thôi, sổ hồng riêng luôn. Ngân hàng có hỗ trợ cho cô chú anh chị mình vay là từ 50-70% luôn nha. Cô chú anh chị mình chỉ cần thanh toán cho bên em Hương một nửa thôi thì mình có thể sở hữu được một ngôi nhà này rồi. Thì mặt diện ngoài của ngôi nhà thì bên chủ đầu tư của em Hương á cũng đã ướp lát nè, lên tới tận lên trên cho cô chú anh chị mình rồi. Nhìn cái tông màu á rất là sạch sẽ luôn, rất là đẹp và bắt mắt luôn nha cô chú anh chị. Thì bước vào bên trong ngôi nhà nữa thì sẽ là một cái lớp cửa 4 cánh sơn tĩnh điện đó, và kính cường lực rất là chắc chắn luôn. Em Hương mời cô chú anh chị mình khám phá cái phòng khách. Đó, cái phòng khách á thì nó cũng vừa thôi, vừa đủ cho cô chú anh chị mình trang trí một bộ bàn ghế sofa nè. Đó, thêm một cái chiếc tivi nữa. Thì ở đây nè, mình có một cái bậc nâng cấp nhìn rất là bắt mắt luôn. Ở đây thì cô chú anh chị mình về có thể là mình trang trí thêm tùy cái theo cái thẩm mỹ của gia đình mình thôi ha, mỗi người mỗi ý. Thì cô chú anh chị có thể là trồng những cái cây kiểng mini ở đây nhìn cũng rất là bắt mắt luôn. Đó, và tường á thì mình đã ướp lát lên tới tận 1m2 rồi. Cái màu á rất là phối hợp với cái nhà của mình luôn, trông rất là sạch sẽ luôn. Như gia đình mình có con em nhỏ nè, nó chuyên vẽ bậy trên tường thì cô chú anh chị mình cũng rất là dễ vệ sinh lau chùi, chỉ cần nhúng cái khăn ướt thôi. Đó, mình lau sơ một cái là đã sạch sẽ rồi. Và trần của mình là trần thạch cao nguyên khói dược hợp ha. Ở giữa của mình là làm cho mình một cái hoa văn nhìn cũng rất là bắt mắt. Thì hệ thống đèn, điện, nước đã vào chính thức hết cho cô chú anh chị mình rồi. Về đây thì cô chú anh chị mình cứ yên tâm, không có sợ nước bọng gì yếu nha. Em Hương mời cô chú anh chị mình di chuyển phía vào bên trong nữa. Thì nhà vệ sinh em Hương để ở giữa, một chút xíu nữa em Hương sẽ review sau ha. Bây giờ mình bước thẳng vào bên trong để mình khám phá cái không gian bếp của mình. Thì phòng bếp của mình thì mình là bên em Hương làm cho cô chú anh chị mình là tủ trên và tủ dưới nè. Mặt bếp á là mặt bếp đá hoa cương, nhìn rất là chắc chắn và dày dặn nữa, có tông màu đen rất là sạch sẽ luôn. Cô chú anh chị mình về đây vệ sinh rất là gọn gàng. Tường thì ở đây nấu nướng mình cũng đã ướp lát lên cũng rất là cao rồi, cũng tới tận 1m7-1m8 rồi nha cô chú anh chị. Mì bồn inox 304 chống rỉ sét ở đây. Đó, đối với cái nhà mà sổ hồng riêng mà chỉ có 1 tỷ 330 thôi thì căn này là rẻ nhất nha cô chú anh chị. Đó, em Hương bao cô chú anh chị em luôn, sẽ không có một căn thứ nào mà rẻ hơn cái căn này luôn. Đó, và điện đây nè, thì cô chú anh chị có thể lắp đặt một cái chiếc máy giặt ở đây, bên kế bên thì một cái chiếc tủ lạnh ha. Và nhà vệ sinh thì nằm ở không gian này. Thì nhà vệ sinh á vẫn đầy đủ thiết bị tiện nghi luôn, như bồn cầu nguyên khói, va lavabo, dời sen, dời xịt. Tường thì vẫn ốp lát tận lên cao cho cô chú anh chị mình rồi. Về thì mình vệ sinh rất là sạch sẽ luôn nha, rất là dễ dàng luôn. Dạ, và đường bước lên tầng thang của mình là nằm ở không gian này.
Đó, nó cũng rất là rộng rãi, rộng cỡ khoảng 6 tấc ha. Cô chú anh chị mình di chuyển rất là thoải mái luôn. Mặt bước lên cầu thang của mình là mặt đá hoa cương, nhìn rất là dày dặn. Giờ thì em Hương mời cô chú anh chị mình tiến thẳng lên trên, mình thẩm phá tầng trên của ngôi nhà mình nhé. Em Hương mời cô chú anh chị mình di chuyển lên trên, mình thám phá tầng trên của ngôi nhà mình nhé. Em Hương xin mời. Giờ thì em Hương đã có mặt ở trên tầng 1 của ngôi nhà mình ha. Thì ở dưới trên cầu thang ở đây nè. Đó, chủ đầu tư của em Hương vẫn làm cho mình hai cái thông gió ha. Rất là thoáng mát luôn, mình không có bị ngợp. Thì trên đây của mình hai phòng và một nhà vệ sinh. Em Hương thích nhất cái phòng này là có một cái view cửa sổ nè cô chú anh chị. Rất là thoáng mát luôn, hiếm có cái nhà nào mà nhà phố liền kề mà có một cái cửa sổ bên hông lắm. Chỉ có là căn gốc thì cô chú anh chị mình mới mở được cái cửa sổ bên hông thôi. Nhưng mà đặc biệt ngôi nhà này mình có cửa sổ bên hông luôn, rất là thoáng mát luôn ha. Và còn cái đặc biệt thứ hai nữa là ngôi nhà này mỗi phòng đều có một cái cửa bằng gỗ, nó rất là chắc chắn luôn, gỗ cam xe rất là dày dặn luôn nha cô chú anh chị. Ở ngôi nhà của mình rất thích hợp cho gia đình mình có thành viên từ 2 đến 4 người, mình ở ngôi nhà này rất là thoải mái luôn. Và đây là nhà vệ sinh em Hương để ở giữa hai phòng, ở cho hai giờ phòng mình dễ sinh hoạt luôn. Em Hương mà bạn quay phim quay sơ cho cô chú anh chị mình xem. Thì nhà vệ sinh phòng nào thì cũng như phòng nào thôi cô chú anh chị, mình chỉ cần quan sát sơ thôi ha. Thì cô chú anh chị mình có thích ngôi nhà này thì nhanh tay liên hệ trực tiếp với em Hương với số điện thoại trên màn hình ha. Em Hương sẽ tư vấn chính xác và cụ thể hơn cho cô chú anh chị mình luôn. Đó, và cái phòng này cũng có một cái cửa sổ nữa ha, rất là mát mẻ và thoáng. Và nhà của mình giá thì chỉ có là 1 tỷ 330 triệu thôi. Và vị trí ngôi nhà của mình thì nằm trên là trục đường quốc lộ 50 luôn, từ ngã ba Tân Kim. Cô chú anh chị mình di chuyển vào bên trong nhà mình á là chỉ có 500m thôi, rất là gần luôn nha. Và dân cư ở rất là đông luôn, như và rất là gần xí nghiệp, khu nông nghiệp luôn. Đó, cô chú anh chị mình di chuyển đi làm rất là thuận tiện nữa. Và trường học, các cấp, bệnh viện, ngân hàng, mình di chuyển trong vòng 1km thôi thì đã đến nơi rồi nha. Thì em Hương mời cô chú anh chị mình xích ra đây nha. Mình thám phá sơ cái không gian ban công của mình. Thì hành lang ban công của mình rất là rộng rãi nữa, dân cư ở thì rất là đông đúc rồi. Em Hương mời bạn quay phim xích thẳng ra đây để mình quay phía dưới đường đi cho cô chú anh chị mình xem. Ở dân cư của mình thì ở rất là đông. Còn cái không gian bên đây, ở cô chú anh chị mình về có thể là mình trồng cây kiểng ở đây ha, tùy thích thôi. Đó. Dạ thì nãy giờ em Hương cũng đã quay từ con đường và ngôi nhà mình cho cô chú anh chị mình xem rồi. Giờ thì em Hương cũng xin nhắc lại luôn, nhà của mình nằm trên là trục đường quốc lộ 50, từ ngã ba Tân Kim vào bên trong ra. Và bên trong ngôi nhà của mình á là chỉ có 500m thôi, rất là gần nữa. Dân cư ở thì rất là đông đúc rồi. Và nhà mình có diện tích là 3m8 dài cho chính ha, sổ hồng riêng, có ngân hàng hỗ trợ vay luôn. Và giá tổng sẽ không phát sinh một đồng luôn, là chỉ có 1 tỷ 330 triệu thôi. Thì cô chú anh chị mình đã sở hữu được một ngôi nhà đẹp rồi, với cái diện tích là gần 40m² luôn, và một trệt một lầu, hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, một phòng khách và một phòng bếp, rất thích hợp cho những cô chú anh chị mình có thành viên từ như là từ 2 đến 4 người, mình ở rất là thoải mái nữa. Và nhà mình rất là gần Bách Hóa Xanh, Điện Máy Xanh, Thế Giới Di Động, Ngân Hàng, Con Cưng, Sơn Hà, Thanh Hà. Thì cô chú anh chị mình di chuyển trong vòng 1km thôi, rất là gần luôn. Như là mình đi làm ở các quận huyện như quận 6, quận 7, quận 8, quận Nhà Bè, Phú Nhuận, cô chú anh chị mình di chuyển về bên ngôi nhà này thì trong vòng 30 đến 35 phút thôi. Thì cô chú anh chị mình có thích ngôi nhà này thì liên hệ trực tiếp với em Hương nha. Với số điện thoại trên màn hình, em Hương sẽ tư vấn chính xác và cụ thể hơn cho cô chú anh chị mình. Thì xem đến đây, cô chú anh chị mình đừng quên nhấn chuông like, share và đăng ký kênh cho em Hương nha. Giờ thì em Hương cũng xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình.